kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có tiếp tay cho chùm cuối Việt Á hay không? Theo tờ báo Việt Nam Express vào ngày 17 tháng 9, chỉ vài giờ về đến Hà Nội sau chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính lại khởi hành đi Mỹ để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và kết hợp các hoạt động song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Chính dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng vừa đi thăm băng kinh cùng thời điểm với ông Phạm Minh Chính, nhưng trong một chuyến đi riêng biệt. Tờ báo Việt Nam Express cho biết trong lịch trình làm việc của ông Phạm Minh Chính từ ngày 17 ngày 23 tháng 9 tại Mỹ, dự kiến ông Phạm Minh Chính có cuộc gặp lãnh đạo chính quyền Quốc hội Mỹ và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Song không rõ liệu Tổng thống Mỹ Biden có đón tiếp ông Phạm Minh Chính hay không sau khi hai nhà lãnh đạo mới gặp nhau vào hôm 11 tháng 9 tại Hà Nội. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính ở sân bay nội bài trước khi đi Mỹ. Theo giới quan sát, việc ông Phạm Minh Chính đi dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được coi là điều bất thường. Vì theo thông lệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ đảm nhận trách nhiệm này hàng năm không rõ vì sao ông Võ Văn Thưởng không đi Mỹ dự họp mà lại để ông Phạm Minh Chính quá bận rộn trong các chuyến đi còn thòi giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và sắp tới là Brazil ngay sau đó. Trong khi đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì lại có vai trò khá mờ nhạt trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Trong khi tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 vào năm 2022, ông Phạm Bình Minh, khi đó là Phó Thủ tướng Thường Trực, đã thay mặt cho cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trước đó cũng đồn đoán cho rằng ông Phúc sẽ bị thất sủng do dính líu tới vụ án Việt Á. Được biết, tin đồn về việc ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế Chủ tịch nước đã rộ lên từ hồi giữa năm 2022. Khi đó, những suy đoán vô quân cứ cho rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của Chủ tịch nước, là trùng cuối trong vụ Việt Á. Thời điểm đó, Mạng xã hội dâm gian tin đồn rằng vợ Chủ tịch Phúc bị cấm xuất cảnh trước khi ông Phúc rời Hà Nội trong chuyến thăm Nam Hàn vào hồi cuối năm 2022. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức mất ghế Chủ tịch nước ngay trước thền Tết Quý Mão vào năm 2023 và ông Võ Văn Thưởng được chỉ định thay thế vào. Cận cảnh, Chủ tịch Võ Văn Thưởng, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Văn Thao, con trai Văn Cao trong đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Văn Cao. Rồi lại rộ tin đồn rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị giam lỏng ở Hà Nội để hầu điều tra cáo buộc đã nhận 1.400 tỷ đồng từ công ty Việt Á. Và mới nhất trên mạng xã hội lại chia sẻ các tin tức cho rằng bà Thu, phu nhân của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã qua đời tại trại giam B14 của Bộ Công an. Số đồng trên mạng xã hội tin vào tin đồn vừa kể và tích cực chia sẻ tin đồn vô căn cứ này. Trong khi đó, thông tin từ báo tuổi trẻ cho biết vợ chồng cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện vào tối 20 tháng 8 trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao. Đêm nhạc đàn chim Việt này diễn ra vào tối ngày 20 tháng 8 tại nhà hát lớn Hà Nội do Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Dưới sự chủ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hiệp hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Tờ Báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 8 đưa tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm nhạc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Văn Cao Trong đêm nhạc này Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Cùng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Và phu nhân cùng nhiều quan khách Gia đình nhạc sĩ Văn Cao Giới văn nghệ sĩ và những người ái mộ Và hàng trăm khán giả khác Đã tham dự đêm nhạc Cả trong khán phòng nhà hát lớn lẫn ở quảng trường cách mạng tháng 8 ở phía trước nhà hát này. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn. Xin nhắc lại, nếu không thực sự bị đổ tội oan, thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ không bao giờ dám nói trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhân dân tôi đã có đơn xin thôi giữ chức vụ nghỉ công tác nghỉ hưu ông phúc còn khẳng định gia đình tôi vợ các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến việt á chưa bao giờ gặp giám đốc việt á điều này đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng đáng chú ý là chi tiết điều này đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng được công phúc đưa ra khi đó đã làm cho dư luận dâm dàn bàn tán. Khi tờ báo tuổi trẻ đưa tin về đêm nhạc văn cao diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội với sự góp mặt của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Dân Phúc và phu nhân. Không biết còn ai tin rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân nguyên chủ tịch nước là trùng cuối trong vụ Việt Á nữa hay không. Không nhẽ chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành sự ưu ái cho một kẻ tội phạm là trùng cuối trong đại án Việt Á hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp tay cho trùng cuối Việt Á hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thực chất từ chính sách ngoại giao cây tre đến ngoại giao đánh võng của Hà Nội với Washington. Với việc Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được sự thống nhất, đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Truyền thông Hoa Kỳ nhận định rằng cả hai chuyến thăm đến ấn độ và việt nam của tổng thống biden đều được coi là động thái thúc đẩy hơn nữa của hoa kỳ nhằm chống lại ảnh hưởng của trung quốc tại châu á mà trong đó có việt nam một đất nước đang chịu hậu quả nặng nề do sự xâm lăng của trung quốc ở lãnh hải một câu hỏi đặt ra là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt mỹ chỉ mang tính hình thức hay là vấn đề thực chất đây Trước chuyến thăm, đa số các đánh giá cho rằng việc nâng cấp chỉ mang tính hình thức với mục đích tạo cơ hội giúp cho Hà Nội tận dụng được thị trường, nguồn vốn cũng như công nghệ của Mỹ để mà phát triển kinh tế của mình. Còn vấn đề hợp tác an ninh, bảo vệ chủ quyền thì khả năng sẽ thấp hay chưa được đề cập. Tổng thống Mỹ Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Mỹ Quả nhiên, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden rời Việt Nam vào ngày 11 tháng 9, thì ông Tô Lâm, trùm an ninh và cảnh sát Việt Nam đã vội vàng chạy sang Trung Quốc. Sau đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có chuyến đi tương tự sang Bắc Kinh. Theo truyền thông, nhà nước cho biết vào ngày 14 tháng 9 tại Bắc Kinh, ông Tô Lâm được ông Trần Văn Thành, bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc tiếp. Bản tin cho biết mục đích chuyến thăm của ông Tô Lâm là nhằm góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt trung trong lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật và ngày càng đi vào chiều sâu phát triển thực chất lên tầm cao mới trong chuyến thăm ông tố lâm cũng thảo luận với trung quốc về việc ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt trung giới quan sát đánh giá những tin tức liên quan đến chuyến thăm này của truyền thông trung quốc đưa ra cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam Tô Lâm được tiếp đón long trọng như là một nhân vật số 5 sau các tứ trụ vậy. Sau ông Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm Trung Quốc trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 để tham dự Hội nghị Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN 2023 ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tiếp đó, ông Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia khóa học 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ. Theo dự kiến, trong thời gian ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến các lãnh đạo chính phủ Mỹ, Quốc hội Mỹ và xúc tiến một số hoạt động đối ngoại, kinh tế, thương mại Việt Mỹ. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc vào ngày 14 tháng 9 tiết lộ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, bất ngờ chưa thăm được Mỹ vì điều kiện chưa cho phép. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, ban đầu Tổng thống Biden đã mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, nhưng do điều kiện chưa cho phép, Tổng bí thư chưa thực hiện được chuyến thăm đó và đã gửi thư mời Tổng thống Biden tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngọc không nêu rõ điều kiện đó là gì phía Việt Nam bất ngờ đưa ý kiến trên của Thứ trưởng Ngọc ra trong lúc trước đó Tổng thống Biden trong khi vận động tranh cử vào tháng 7 năm 2023 đã khẳng định lãnh đạo cao nhất của Việt Nam muốn ông trong chuyến công du châu Á sẽ ghé thăm Hà Nội. Không hiểu sao Thứ trưởng Hà Kim Ngọc lại coi đó là một thắng lợi của Việt Nam. Nhận định vì lý do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoãn chuyến thăm Tòa Bạch Ốc theo lời mời của ông Biden giới quan sát tình hình chính trị Việt Nam có chung nhận xét không hẳn là lý do sức khỏe của ông Trọng kém mà vấn đề là Tổng Bí Thư Trọng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang bị sức ép rất lớn từ Trung Quốc. Việc các giới lãnh đạo Việt Nam vội vã sang Trung Quốc trước hoặc sau các hoạt động tăng cường ngoại giao với Mỹ đã có tiền lệ. Giới quan sát cho là những chuyến thăm này nhằm mục đích chấn an lãnh đạo Trung Quốc rằng Hà Nội dù nâng cấp quan hệ đối ngoại với Mỹ, song quan hệ đối ngoại chiến lược toàn diện thì vẫn tôn trọng 16 chữ vàng và 4 tốt ở mức cao nhất. Ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam là một chuyến thăm rất đặc biệt. Sau khi Tổng thống Biden rời Việt Nam chiều ngày 11 tháng 9, lập tức phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng dèm pha chuyến thăm Việt Nam của ông tổng thống biden bà mao ninh cho rằng đó chỉ là quan hệ mang tính hình thức trong khi quan hệ giữa hai nước việt nam và trung quốc đặt trên nền tảng ý thức hệ cộng sản anh em tin cậy lẫn nhau đồng thời bà mao ninh còn nhắc tới các phát biểu của các lãnh đạo việt nam mỗi khi gặp các lãnh đạo của trung quốc đều nói rằng mối quan hệ trung việt là mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản trong khi nước mỹ thì lại là kẻ thù nghịch với xã hội chủ nghĩa. Điều mà cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang nỗ lực theo đuổi. Những diễn biến trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây đã cho người ta hiểu rõ hơn về mối bang giao giữa hai nhà nước cộng sản anh em núi liền núi, sông liền sông với bốn tốt và 16 chữ vàng vẫn là nền tảng. Và chính sách ngoại giao cây tre của Hà Nội với Hoa Kỳ chỉ là mối quan hệ ngoại giao đánh võng của ba đình với Washington mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình hôm nay của Thời báo.d với bản tin được trình bày Thực chất chính sách ngoại giao kỳ chè đến ngoại giao đánh võng của Hà Nội với Washington là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d